Xác định việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ mới sẽ là tiền đề quan trọng, là bước khởi động suôn sẻ để đem lại thắng lợi suốt cả nhiệm kỳ. Vì vậy, năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thạnh Quá xem đây là mốc xây dựng nền tảng cho những năm tiếp theo. Với tinh thần và ý chí quyết tâm khởi động từ đầu, ngay sau khi Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 7 thành công, Đảng bộ cùng chính quyền huyện Thạnh Quá triển khai và thực hiện quyết liệt những chỉ tiêu nghị quyết năm 2021, nằm bản lề cho nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 7. Các cấp ủy đảng tổ chức triển khai quán triệt sâu sắc những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đã thông qua, nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân. Quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống. Với những định hướng xây dựng Thạnh Quá trở thành một huyện phát triển bền vững, trong đó ba chương trình đột phá cần phấn đấu là chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình quy động nguồn lực đầu tư các trục đường giao thông gắn với phát triển dân cư, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái, chương trình quy hoạch phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 62N2 trên địa bàn huyện Thạnh Quá. Đây là mục tiêu xuyên suốt trong 5 năm tới. Động lực mới cùng tinh thần quyết tâm cao, nhưng năm 2021 do dịch Covid-19 bùng phát đã tác động xấu đến mọi mặt xã hội. Xác định công tác bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, năm qua, công tác phòng chống dịch được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nhất quán, quyết liệt và linh hoạt. Đúng phương pháp, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm và hiệu quả. Huyện quy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế xã hội. Thạnh Quá chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch, phương án phục hồi sản xuất kinh doanh. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành, sự đồng lòng ủng hộ đồng hành của các mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân trong phòng chống dịch. Nhờ đó, địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch, thực hiện tốt chế độ chính sách, công tác an sinh xã hội. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, huyện đã triển khai hỗ trợ 5 nhóm đối tượng với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Trên tinh thần khẩn trương, không để một ai thiếu ăn do dịch bệnh Covid-19, dù giãn cách xã hội, nhưng các địa phương trong huyện vẫn chuyển nhanh dòng tiền đến tận tay người lao động gặp khó khăn. Dịch bệnh tạm lắng, những hoạt động kinh tế xã hội được phục hồi, thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới. Đây là giai đoạn chạy đua với thời gian để hoàn thành các chỉ tiêu của huyện trong năm 2021. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực làm việc bằng hai. Vào thời điểm cuối năm, cũng là mùa vụ đông xuân bắt đầu. Trong khí thế lao động vụ mùa mới, bà con đang dốc sức đầu tư cho ruộng lúa, liếp khoai của mình để đem lại vụ mùa bội thu. Bà con nông dân rất phấn khởi, an tâm khi được nhà nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ cùng đồng hành với họ trong quá trình sản xuất. Không chỉ đầu tư hệ thống kênh mương, ngăn lũ, chống hạn mặn, mà còn hỗ trợ phương tiện sản xuất, đưa cơ giới phục vụ sản xuất để giúp cho nông dân giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất và năng suất lúa tăng hơn. Ông Nguyễn Văn Hổ, xã Tân Tây, canh tác 3 hectare lúa ở hai cánh đồng khác nhau. Hôm nay là ngày cấy lúa, nhưng ông rất ung dung vì tất cả từ khâu gieo mạ cấy lúa đều được thực hiện bằng cơ giới. Nếu như trước đây, 3 hectare lúa phải cần đến 120 công cấy và chất giả trong nhiều ngày mới xong, thì hôm nay chỉ trong buổi sáng, máy cấy đã hoàn tất 3 hectare của ông. Với chi phí 5 triệu đồng mỗi hectare, giảm 3 triệu đồng so với cấy lúa bằng công cấy. Chính quyền địa phương lo cho dân, lo cho dân nhiều.
vừa đi bao rồi vừa kéo điện đắp ráp trạm bơm điện cho nhân dân. Theo xã nào tôi không biết chứ xã Tân Tây này là thấy làm cái ngon lành, là nông dân rất phấn khởi, vừa làm đường đi đường đê bao không ngập, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, đổ đá rồi dân đi thuận tiện dữ lắm. Rồi hai nữa là lắp mấy trạm bơm, lò bơm thoải mái lắm. Rồi trời ơi, xuồng ghe cực khổ lắm. Bây giờ đê bao rồi là nông dân đi thoải mái, phân hướng rồi chở tới chỗ luôn, máy cấy máy cắt rồi chạy trên đê bao thoải mái lắm. Thật hiện cái vừa cái công tác vừa phòng chống dịch rồi vừa phát triển kinh tế xã hội, nhất là chăm lo cho cái việc mà sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân. Thì trong năm 21 này thì xã phối hợp với chỗ phòng nông nghiệp rồi trạm bảo vệ thực vật tuyên truyền vận động bà con là cái sử dụng cái nhiều giải pháp như là thực hiện cái cánh đồng ứng dụng công nghệ cao, rồi thực hiện cái trạm bơm điện, rồi cái xây dựng các cái đường giao thông nông thôn và cái chuyển giao khoa học kỹ thuật như là phân hữu cơ, rồi thực hiện cái hỗ trợ cái giống cho 50% giống cho bà con sản xuất. Thì tuy có khó khăn nhưng mà bà con vẫn thực hiện chung là cơ bản đạt cái về cái nông nghiệp trên địa bàn xã. Sớm hơn cánh đồng lúa chất lượng cao xã Tân Tây, đồng lúa ứng dụng công nghệ cao ở xã Thủy Đông trong giai đoạn đẻ nhánh rất tốt. Ông Nguyễn Thành Luông ấp Nước Trong sản xuất 2 hectare lúa trong vùng quy hoạch ứng dụng công nghệ cao. Năm nay là 2 năm liên tiếp, anh Luông thực hiện cấy bằng máy và sử dụng phân hữu cơ. Đây là quy trình sản xuất lúa được người dân đồng tình ủng hộ. Chỉ việc tiết kiệm phân bón cho một lần rải, giảm một bao phân DAP trên 1 hectare là tiết kiệm 1,3 triệu đồng một bao. Khi lúa cấy bằng máy, lúa thừa nên tránh nhiều sâu bệnh, giảm thêm chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Khi bán, giá lúa sử dụng phân bón hữu cơ cao hơn lúa ngoài. Tôi rất phấn khởi, chính quyền địa phương rất là quan tâm đến người dân để thực hiện cái mục tiêu là đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ vận động với người dân với nhau thì sẽ tiếp tục là sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao để cho đạt năng suất cao và có lợi nhuận cao hơn trong thời gian tới. Ngay trong vụ đông xuân này, sản xuất dùng lúa chất lượng cao, người nông dân đang hưởng ứng mạnh mẽ. Đây là chương trình đột phá được huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Thành Hóa rất quan tâm. Đạt mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện phải nhân rộng 2.400 hectare lúa ứng dụng công nghệ cao. Năm 2021, toàn huyện đã triển khai thực hiện 13 mô hình với tổng diện tích 783 hectare. Như vậy, trên địa bàn huyện sẽ có 1.110 hectare lúa ứng dụng công nghệ cao, trong đó liên kết bao tiêu sản phẩm được 828 hectare. Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những cái chương trình hành động mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 7 của huyện đã đề ra. Thì trên cơ sở đó thì ngành nông nghiệp đã tích cực tham mưu cho huyện ủy cũng như là ủy ban xây dựng các kế hoạch để triển khai. Cụ thể trong năm 2021 thì cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai trên địa bàn toàn huyện thì với diện tích là trên 780 hectare lúa. Thì so với cái kế hoạch đề ra thì cái diện tích này mình đạt được theo cái kế hoạch của ủy ban huyện. Song song với cây lúa thì huyện hiện nay cũng tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cây chanh. Thì cây chanh cũng là một trong những cây thế mạnh của huyện. Thì trong thời gian qua cũng được tỉnh quan tâm đưa cây chanh vào một trong những cây trồng để mà ứng dụng công nghệ cao. Thì trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục tập trung để phát triển cây chanh này. Bên cạnh cây lúa chủ lực, Thành Hóa cũng đang xây dựng vùng chuyên canh khoai tím, nông sản truyền thống và đem lại thu nhập gấp nhiều lần so với các cây trồng khác. Năm qua, tuy thị trường tiêu thụ bị dịch bệnh tác động, nhưng người trồng khoai ở các xã Thủy Đông, Thủy Tây, Tân Tây vẫn tiêu thụ ổn định với giá cao. Người nông dân thu lợi từ 150 đến 200 triệu đồng một hecta. Ông Hồ Văn Quang, xã Thủy Đông, là người chuyên trồng khoai tím ở vùng đất này. Theo ông, khi trồng khoai chăm sóc tốt, theo dõi sâu bệnh và sử dụng đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, thì khoai chắc chắn năng suất cao. Nếu đầu ra bán không thuận lợi,
thì khoai có khả năng lưu giữ vài tháng. Người nông dân không bị thiệt hại như các loại nông sản khác. Vì vậy, ông vẫn đam mê trồng khoai tím. Mùa khoai năm nay, ông đã trồng 2 hectare khoai tím với gần 8.000 mặt khoai giống. Do thời tiết khá thuận lợi, nên khoai phát triển khá tốt. Năm rồi, nói chung là do ảnh hưởng của đại dịch Covid, thì bà con hết sức khó khăn về kinh tế, nhưng mà có sự quan tâm của đảng, chính quyền, cũng giúp dân cũng từng bước khắc phục, cũng như là hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, rồi hướng dẫn cho dân sử dụng thuốc và phân để làm sao để cho nó giảm bớt chi phí, nó tăng thu nhập cho người dân. Thành ra người dân cũng vượt qua được khó khăn một phần nào. Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân quận vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa lãnh đạo sản xuất nông nghiệp theo định hướng ứng dụng công nghệ cao, các địa phương còn quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Mới đây, xã Tân Đông vừa công bố quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 5 xã. Tiếp tục chương trình của huyện ủy xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Thạnh Quá tiếp tục cùng với địa phương tập trung huy động các nguồn lực đưa 2 xã nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Tây, Thủy Đồng giai đoạn 2021-2022. Trong năm qua, Thủy Đồng là xã nỗ lực phấn đấu để đạt xã nông thôn mới nâng cao trước thời gian. Đặc biệt, thông qua hệ thống dân vận cơ sở, vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Trong năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 kéo dài, rất khó khăn cho hoạt động vận động. Nhưng Thủy Đồng đã vận động xây dựng được 4 cây cầu với kinh phí trên 450 triệu đồng. Trong đó, người dân đóng góp 112 triệu. Xã Thủy Đồng tiếp tục duy trì giữ vững 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong công tác tập trung lãnh đạo để thực hiện đạt tiêu chí nâng cao thì xã tập trung các vấn đề nhất về nông nghiệp thì vận động bà con thực hiện dùng lúa công nghệ cao. Thì với cái mô hình công nghệ cao thì để đáp ứng công nghệ cao thì được sự đầu tư của tỉnh cũng như huyện hỗ trợ về các cái chính sách cho người dân. Thì người dân cũng là an tâm, cũng rất là đồng tình ủng hộ. Còn các tiêu chí khác về cái xây dựng cơ bản thì người dân ở địa phương thì cũng rất là hân hạnh được các cái đơn vị mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về cầu. Thì trong năm 2020-2021 thì xã đầu tư gần 30 cây cầu bê tông, thì cái kinh phí khoảng trên 2 tỷ đồng để cùng với nhà nước dân cùng làm thì để đầu tư và sử dụng. Còn riêng gì đối năm 2021 thì tình hình dịch bệnh lần thứ tư thì kéo dài khoảng trên 4 tháng thì xã cũng gặp khó khăn về cái vận động thôi quá. Đối với các cây tiền, các cây cầu, nhưng mà với cái quyết tâm thì xã sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Là địa phương có nhiều nông sản chủ lực được nhiều nơi biết đến, để phát huy thế mạnh những sản phẩm này, đồng thời làm tăng giá trị sản phẩm hàng hóa, Thạnh Quá gần đây tập trung quan tâm xây dựng thương hiệu hàng nông sản mang đặc trưng địa phương. Huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 3 sản phẩm ô cốp 3 sao, thực hiện tốt mô hình kinh tế tập thể theo nghị quyết số 13 NQ-TĐV của Ban chấp hành Trung ương. Đến nay, huyện Thạnh Quá có 69 tổ hợp tác với 906 thành viên, có 12 hợp tác xã nông nghiệp và 1 quỹ tín dụng với 163 thành viên, tổng số vốn hoạt động trên 3,2 tỷ đồng. Trên các cơ sở phát huy các cái ưu điểm, các thế mạnh tạo được trong năm 2021, thì huyện cũng phấn đấu đưa ra các cái chỉ tiêu tăng trong cái năm 2021 về các mọi mặt. Trong đó thì tập trung cho cái phát triển cái nông nghiệp ứng dụng cái công nghệ cao. Trên cái cơ sở cái năm 2021 là được tỉnh công nhận là 3 cái sản phẩm ô cốp, thì trong năm 2022 huyện sẽ phấn đấu để có thêm ít nhất một cái sản phẩm ô cốp về cây khớp, đồng thời thì cũng chỉ đạo các ngành, các cấp cố gắng giúp đỡ các cái hợp tác xã cũng như là các cái mô hình kinh tế tập thể. Ngoài cái tập trung cho cái hạ tầng kỹ thuật thì chúng tôi cũng tập trung vào cái vấn đề mà kinh tế tập thể, rồi phát triển cái làng nghề may, tập trung chỉ đạo
để làm sao cái bộ máy chính quyền ở xã Tân Tây càng ngày càng ổn định và nâng cao cái năng lực quản lý để giúp cho người dân cũng như hướng dẫn cho người dân phát triển được cái kinh tế cũng như đảm bảo được cái an ninh chính trị ở địa phương. Có được nhiều thành tích sau một năm đối mặt với nhiều khó khăn, hoàn thành 18 trên 18 chỉ tiêu. Đây không chỉ là con số tuyệt đối về kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đời sống và an ninh quốc phòng toàn quyện, mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết thống nhất của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thạnh Quá, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Thành tích hoàn thành nhiệm vụ năm đầu đại hội sẽ là động lực để Thạnh Quá hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.